我收到，上我哟，看我留给了保安了。Giờ tao đi với lại mẹ cái tài nó bán mắt quá, còn trên mạng thì rẻ mà điều nó gắn ghép ít lại là bị ôm luôn, ghép ít lại á nên biến ghép luôn, chứ là không có cái tài một cái gì này năm tí là bảy tí không có gì luôn, đơn giản này em, chứ cái tài ghép ít nó rẻ ôi là rẻ luôn, nó cũng mắc lắm á mà nó về con đứng nói chuyện như đúng rồi thì được cười. Ok nè, 760 là 200 nhiêu, 240. Cái chỗ đấy này nó bị mềm quá. Anh là người Việt hả? Trời. Sao nhiều người hỏi vậy quá? Nhiều người hỏi ơi là người Việt hả? Hay là con lai Thái Lan hay là gì á? Mắc cười quá. Để tóc nào được hơn ta? Để giá được hơn không? Để giá được hơn không? Hoa này cả nhà. Hoa này, dễ thương không? Hồi này có cái anh này, anh ngồi đàn cười thôi á. Giờ bây giờ bỏ xuống anh mới nhìn lại. Hello cả nhà. Hello dưa hấu nha. Anh là người Việt nha. Em anh nói tiếng Việt nè. Bây giờ anh đứng đó anh chờ. Anh chờ một số. Cái anh đó anh mới cười anh rồi nè. Anh đang. Cái anh ở trên kia anh uống cà phê anh mới cười anh rồi. Anh cười anh mà anh cũng mắc cỡ quá. Thôi anh bỏ đi. Bây giờ sao vậy? Anh ngồi ở nhà anh cười á. Mẹ mình cũng về bộ làng quá làng lại đúng không? Làng quá làng lại về bộ. Ví dụ mà có thật thì là xin số. Bây giờ mà mình không có dám xin. Còn sĩ diện. Sĩ diện như nửa tâm này. Bẻ quá rồi. Chắc phải dùng ba lô tao chạy. Tao chạy thấy thế tao chạy vô. Trời ơi muốn đi. Chờ anh không có được em anh không anh ra đường. Thấy anh cho sợ lắm nhát lắm. Không bao giờ dám mà cho ai. Có cái anh này anh tiêu rồi nè. Cái anh này nhìn anh men rơi luôn á. Men dữ vậy ta. Y chang con trai luôn. Sao nhiều anh y chang con trai luôn. Nhiều khi là còn hơn con trai luôn á mọi người. Sao vậy ta. Đẹp. Nhiều khi không có đẹp cũng thích nữa. Nhìn khỏe á. Có nhiều người nhìn khỏe rồi đó. Có nhiều người nhìn đẹp vậy mà chở sao không thích nha. Sao ngồi vậy á. Có nhiều người đẹp là đẹp. Cái tự nhiên nói chuyện xong cái chốt cũng hết. Giống như mình này. Không có đẹp nhưng mà đã nói chuyện. Cái mở miệng cái chốt quốc nữa. Hiểu không? Mình đã không đẹp rồi mà mình còn chốt quốc. Chắc vô làm ly cà phê trong đây. Mới ăn hành cái miệng nó ấy. Uống sữa cho nó bớt hôi cả nhà. Hay là làm ly cà phê Starbucks luôn cho nó sang chặt. Cái răng đó nó đẹp trai quá, da nó ngầm ngầm, nó kêu chứ. Do you want to enjoy the time here? Nói tiếng Anh với Huy á, cả nhà ơi. Cái anh đó anh đẹp với anh đeo kính mà nhìn anh đen đen, anh ngầm ngầm đẹp ghê á. Sao Huy thích da ngầm. Nhìn được mà không có nở nào là dám lại xin thông tin. Đó, hiểu không? Xin thông tin là ở quê lắm. Trời quỷ này khó nhận ra mình. Trời quỷ này nó không nhận ra mình. Anh Sơn chụp cho chị Ly nè. Anh Sơn chụp cho chị Ly nè ta. Từ từ nha, chờ chút nha, để em nhớ lại nha. Anh Sơn mà chụp cho chị Ly nè ta. Ly Ly lưu tay hả? Anh không có dám hướng ngoại mà anh hướng nội. Anh hướng nội dữ lắm. Thiệt em. Có cái quán nước nào ngồi không ta? Để coi thử có cái quán cà phê nào. Đi cái quán nào lạ lạ đi. Có cái quán gì kia đẹp lắm. Anh Sơn nào vậy ta? Anh nhắc em được không? Em hay quên lắm anh Sơn ơi. Tại anh là người tỉnh nhất chung cư mà. Nhiều khi có những người ta không thích. Nhưng mà anh thích đó. Ý là người ta. Anh thích cái kiểu người Thái. Hồi nãy cái bạn kia mời á. Do you want to enjoy here? Được nhắc lên nó ngồi mà sợ. Mấy đứa kia nó chọc nó biết mình thích đó. Đúng không? Mắc công lắm mọi người ơi. Bữa anh mới đi chung hôm Thúy Nga nè.
của anh Sơn chụp cho chị Ly mà hồi bữa đi chung hôm Thúy Nga. À, anh Dương Hoàng Sơn hả? Trời ơi, chị Ly nói chị Cẩm Ly cho, tự nhiên anh nói chị Ly không, em đâu có biết. Em tưởng Ly Ly lu ta. Anh Sơn nhiếp ảnh nha. Trời ơi, có nick mà không không để theo dõi lại đâu có biết đâu, sao ghi Hồ Sơn. Hồ Sơn mà đâu có ấy. Nít Loan là gì ta? Tôi mới đi chung thôi. Hello anh Sơn nha. Người đang đi ngoài đường mà nhiều người kêu quá nè. Chưa có dịp chào đọc comment mọi người. Anh Sơn ơi. Anh Sơn à. Có qua ăn Tết không? Nalikante goti alohai ayu. Ở trong này nó thơm, nó có cái quán cà phê mà giờ nó nghỉ rồi. Trời ơi, cái anh này cũng đẹp nè. Cái anh này cũng đẹp nè, mình đâu có dám quay đâu. Đó, thấy không, bị ngang, áo trắng nó đẹp. Phát quay cho em á. Chứ hồi giờ anh đâu có dám quay vậy đâu. Sweet, nhẹ bía ốm coi. Trời ơi, ốm sợ muốn chết nè anh Sơn. Phải ăn lên cho mỡ cho nó lên lại ký nè. Đẹp trai. Hello anh Quốc Doanh. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn cả nhà để comment. Trời ơi, hôm nay ra đường mà like trên TikTok là hiếm khi lắm luôn á mọi người. Tại vì mình làm bên du khách một cái rồi túc, cho nên là mình hiếm khi mình like bên này. Nhưng mà thấy buồn quá. Ở bên này mọi người comment nhanh hơn, chứ mình không có bắt kịp xu hướng đó. Mình không có biết cách chơi TikTok nè, rồi mình không có biết like sao rồi. Mới ăn đồ Nhật vô khu đồ Nhật nè. Quay cho cả nhà xem nha. Có, anh thấy anh đã đẹp. Ồ, vậy không? Mày đi ngang qua nhanh quá, sao em thấy hay quá vậy? Nhìn cái tướng xa xa là biết rồi không? Nhìn là biết được rồi. Có mấy nhìn, có mấy người nhìn xa được lắm, tự nhiên nhìn gần cái thấy cũng nó khác nhìn xa. Còn có mấy người nhìn xa á, tưởng là vô hồn, cái nhìn gần cái tự nhiên thấy được quá vậy. Ngộ lắm. Ở trong đây để xe, đó vậy thôi á. Trong đây là khu Nhật Bản. Sao hơi nhìn trẻ hoài vậy nhỉ? Trời, có nếp nhăn rồi đó, trán, bữa nay trán có nếp nhăn rồi đó. Cái trán á, không có dám để tóc gì luôn á. Tại vì TikTok này có filler. Có filler tự nhiên hồng hồng lên cho đỡ cái ấy. Tại nhìn xa có makeup. Không phải. Có nhìn xa có makeup á hả? Đẹp trai quá Honey ơi, tuyển phi công không? Trời ơi, tuyển nha, tuyển nha. Trời ơi, yêu ơi, cho người nó trơn tru cái. Người nó mở mang. Không yêu người nó khô khan quá nè, tuyển nha. Ai trẻ là tuyển nha. Chị tuyển. Chị tuyển phi công trẻ. Một ngày cũng được. Một tiếng cũng ok. Giờ là yêu là tính tiếng rồi chứ. Chán liền rồi, qua ngày thứ hai lơ liền. Lơ mà không dám nói nữa. Im. Coi thử ai im trước, hai người im luôn. Đỡ phải nói. À, nhìn sao. Hello Vương Trắng Đào. Cho nãy giờ quên đọc. Dòng bạn giống Gia Lai Con Tum Quang. Follow tôi đi. Ờ, để không em follow cho nha. Tự bé quá vậy. Nào yêu được anh thì đổi tên. Ừ anh nè em. Giống không? Giống dữ chưa? Giống không? Phải đổ cái mũ lên nữa mới giống. À, tóc dài ra nữa. Tại mới cắt tóc á. Buồn quá mới cắt lấy cái chảo ụp lên. Cắt ngang qua luôn. Biết sao? Để cho nó mắc cười nữa. Mắc cười xong mình cười. Mình nhìn mình tự cười cho nó mắc vui. Cuộc đời có gì đâu mà vui, cho nên là phải làm những cái chuyện vui. Cuộc đời thiệt ra là có nhiều điều vui lắm, nhưng mà sau cái điều vui đó là điều buồn, cho nên mình phải vô đây ngồi làm ly cà phê đi cả nhà ơi. Dễ uống xỉu. Cảm ơn nào yêu được anh thì đổi tên nha. Anh tên gì? Anh là con trai mà sao khen con trai dễ thương vậy? Được á. Được quá dữ vậy. Anh khen em là em thấy được. Cái miệng duyên quá bà. Thì có hở bàn, là bánh chiến, cái gì có duyên không? Cái gì hổn không? Vô làm một ly cà phê 120 nè. Adam nè, làm Adam hay là Eva?
máy bay là cách A là nằm stop hay là bớt. Hồi bữa Hoàng Yến TV chỉ cho đâu. Ở do Việt Nam kêu là top chứ là có tâm là stop, stop chứ là bớt phải không? Chỉ bớt đó. Hoàng Yến TV hồi bữa qua chỉ có gì cho chúng ta biết đâu. Ở Việt Nam đâu biết mấy chuyện. Huy đang đi du lịch hả? Vương Cánh Đào. Không, Huy ở bên đây mấy năm rồi nè. Giống Tina Thảo Huy. Là ai? Huy ở cái điểm đó hả? Cái điểm tiếng tiếng hai cái ly này uống cái ly này mọi người, uống cái ly táo của Eva hay là uống cái ly Adam cho dưới đất, và ra là cho dưới đất hả? Hồi bữa có mua cái này rồi nè, chưa có mua cái màu đỏ thì mua cái màu đỏ uống. Nhưng mà cái này là the signature brand của nó đấy cả nhà. Ồ, cái này 500 rưỡi. Hồi bữa có cái này màu đỏ chắc được không? Nhưng mà cái màu này là màu gì vậy? Hôm kia Huy mua không ta? Mua luôn ấy. Được đen hả? Juicy orange. Có đường nè, uống đường nè. Cho mặt. Hello em. Trời ơi, lương 5 triệu nhưng hay chữa lành kiểu. Ừ, hay chữa lành lắm. Chữa lành chẳng có gì đâu, có chữa lành cho người khác đâu. Nhiều khác là bị chửi nữa. Chữa lành cho người khác là ngu. Mỗi lần mà tôi chữa lành thì người khác tôi yên, tôi không có đi kể nha. Lấy hai cái cặp bỏ vô bịch đi. Gì? Lấy hai cái cặp bỏ vô bịch đi. Lưu Dương, trời ơi Lưu Dương xuất hiện. Trời ơi là trời, Lưu Dương dễ sợ vậy sao? Thanh Đoàn hàng một vừa giành được huy hiệu người tặng hàng quà hàng một. Y Thanh Đoàn nào vậy? Đừng nói Thanh Đoàn shop nha. Trời ơi Thanh Đoàn ơi, trời ơi cảm ơn em. Trời ơi thiệt rồi, của em thiệt rồi. Của sao anh follow em rồi mà giờ nó mới hiện vậy? Trời ơi Thanh Đoàn ơi, trời ơi. Hồi nãy live bên du khách cái rồi tốt đó, người ta cũng nói gọi cho Thanh Đoàn đi. Xong rồi anh mới nói chưa? Đó vô trong gọi là gì đó cho vô tình thì mới thấy rồi chọc Đoàn chọc chứ không phải thân. Thì nói thiệt là như vậy. Cái mới này cái Thanh Đoàn xuất hiện liền. Mặc dù không thân nhưng mà rất là giỡn với nhau, cần đọc nhau. Chứ giờ không, chưa có thân lắm hiểu không? Cái một lần gọi cho Đoàn nào biết gọi. Đoàn ơi, Thanh Đoàn ơi. Thanh Đoàn đang nằm giỏng hả Thanh Đoàn? Hôm nay có kêu người về cắt tóc như anh Quang nữa không Đoàn ơi? Gọi rồi. Cái này bác sẵn kéo lại chứ không? Ê, cái anh này bán đá ba ngon lắm, mua ơi. Mua ăn thử cho vui ơi. Được không ta? Ổng dừng lại không? Mua nè, cái đá bao này lâu lắm mới thấy nè cả nhà ơi. Đó, lấy cục đá này nha. Xong bả vô cái máy nè, quay. Mua quay cho cả nhà xem á nha. Cả nhà nhớ follow, ủng hộ bên cái kia nha. Cho bên cái này Huy đâu có rảnh đâu. Bên cái du cách một cái rồi tức có ai rảnh qua coi giùm mày cuối tháng không. Thanh Đoàn đã vào lại. Thanh Đoàn shop ơi, ăn kem không? Anh mua kem cho em ăn nè. Mua cho Thanh Đoàn và anh Hà Trí Quang. Đó. Cảm ơn Thanh Hoa, Thanh Đoàn shop tặng bông hoa. Trời ơi, Thanh Đoàn shop ga lăng quá. Thanh Đoàn ơi. Không ăn nha hả? Vậy mua cho hai em, hai đứa, hai bé, Kaka và Mùi Mùi. Nãy em ngồi chỗ cái lan can hả? Trời ơi, sao em không nói anh biết? Bao nhiêu vậy? Đi thâu đây. Hả? Giết kịp rồi. Giết xịp. Chờ hồi lái tiền chút nghe mọi người. Anh hát ok Naka đi, anh chờ em qua anh mới hát. Có em á, người ta mới coi. Cho anh hát ai thì coi. Rồi. Giờ là thời thế của Thanh Đoàn mà. Phải nhờ Thanh Đoàn đứng sát bên đó, cao mới có người coi. Ê, có khi nào đứng ăn xong mà quên luôn cái điện thoại. Không biết ngồi ở đâu này ta. Giờ ngồi ở đâu ăn này. Thanh Đoàn ơi. Anh Hà Trí Ngoan ơi. Thanh Đoàn bữa nào qua đây mua cái nến này này thơm lắm Thanh Đoàn. Đúng ăn kem nó chạy hết. Đá ba 14 ngàn này không? 14.000 với siro. Nhớ tuổi thơ quá không? Hồi nãy ông xịt sữa đồ lên cản không kịp luôn á. Thanh Đoàn lại vào chớp nhón và lại đi nữa rồi. Cả nhà thấy chưa? Cả nhà thấy sự lời hài của Thanh Đoàn chưa? Cả nhà nhớ vào xem Thanh Đoàn và anh Hà Trí Quang livestream nhi những mặt hàng mới, cũng như là bạc của mình Hồ Bích Trâm nữa. Trời ơi, không có chỗ ngồi mà người ơi, thôi giờ hồi tắt, hồi tắt kiếm chỗ nào ngồi ta. Có quán thuốc lá nè, vô quán thuốc lá. Ê mà cái thuốc lá không biết ở bên này livestream nó cho
cái thuốc mà ở bên này người ta hút á. Vô vô anh ơi, sao tự nhiên có nhiều người coi quá vậy? Không, lâu lâu lỡ like bên đang lâu. Cái quán này mắc này nè, cái quán này mắc tiền. Vô ăn ly kem 14 ngàn mà vô tốn 500 ngàn tiền. Thương quá. Sao là thương, sao là thương vợ? Vô trong đó có bán cái áo rồi đó. Cho nãy giờ cầm không cầm ly kem nó chạy đúng không? Ngồi cái lan can cây xanh, mũi đẹp hơn tôi luôn. Thì cái mũi này á hả, cái mũi của anh nó có cái gồ, nó bị quặp quặp đó em ơi, giống như mũi két hay sao á, ác không, không có đẹp đâu. Đẹp không, có đẹp thiệt không, đẹp thiệt thì nói nha, có một tay sao ăn. Ừ nãy giờ không có chảy, khỏi ăn cũng được, mua giùm người ta xong rồi để cho nó chảy ra thôi. Làm chuyện tao làm cho người ta chửi chơi. Mũi giống Hải Tú đó anh. Hải Tú là... Hải Tú nghe sao giống như bạn gái của Tân Tùng vậy hả? Người ta nói vậy chứ mình không phải nói nha. Ý là trên báo người ta nói vậy nha. Ủa gì hả em? Nhìn anh giống Hải Tú không? Hay là giống Hải Cậu? Nhìn cái mặt này thấy giống Hải Cậu. Hải Cậu chứ chưa tới Hải Tú đâu. Trời ơi, không có chỗ ngồi. Hôm bữa vô cái quán nó ăn nè cả nhà, lay leo á, mới mở á, thấy cũng ngon. Có cái game điện thoại nhưng mà ý là mình đi ăn vô tình nhá, hiểu không? Đi vô tình ngoài đường á. Hôm nay cũng đâu có tính đi đi gì đâu. Cái mọi người vô nói chuyện cái vui quá, quên mấy cái chuyện riêng tư bỏ đi luôn. Nói chuyện với mọi người luôn nè. Hello, chào em. Dạ em chào anh. Ai chào mình thì mình chào lại. Vẫn chưa có chỗ ngồi cả nhà ơi. Ở trong đây có mở nhạc không ta, vô coi. Không có nhạc, có nhạc. Hết nhạc Thái Lan. Người ta mở nhạc đúng rồi. Em đi du Thái Lan hả? Nhiều người mới lần đầu coi thôi livestream cho nên cứ hỏi đi du lịch. Tới trạm Si Ảm chưa em ơi, chưa có tới trạm Si Ảm. Tới cái chỗ thằng hồi nãy nó mời nè, cái thằng con trai này dễ thương nè. Đó giờ đi lại cũng quay là thấy nó nữa. Chết rồi giờ sao ta? Đó. Hồi nãy nó ấy giờ mắc cỡ không có chỗ ngồi mọi người ơi, qua bên kia thì ấy quá. Hay vô đây mua khoai tây ta. Mua khoai tây thì cũng kỳ quá. Tại vì em mới ăn no quá, giờ không có chỗ. Em sống ở Thái Lan hả? Anh này trong phim tiệm bánh hồi từ bé nè. Anh đi Thái Lan 2 lần rồi. Hello mọi người nha. Vô đây mua cái tạ gì tập cho nó nhẹo cái cơ quá mọi người ơi. Mà trong đây sao bữa nay nó không có bán 5 kg. Hồi bữa lên kia thì nó bán tới mấy trăm luôn.
cái tà cũng mắc lắm á nha cả nhà. Mà ở trên mạng có loại rỉ, có loại rỉ mà người ta ghép ghép vô á, rỉ ơi là rỉ luôn, công nhận bán rỉ mà sập sàn luôn. Nó có cái tà nhẹ không à cả nhà ơi, không có tà nặng. Tà này mà tôi nhấc lên nhìn mặt em dễ thương quá hả. Em cảm ơn anh nha, cái này 3kg á. Thôi 3kg là tập gì. Cảm ơn anh Nho Trần nha. À Subin, hello. Ủa đâu có thấy mặt anh đâu mà sao biết Subin hay quá vậy. Khúc, ủa khúc này đi ra em phe gần đúng không ta? Không có gần em ơi. Em phải đi ra trạm Pham Phong á. Phải không ta? Nói bậy nữa. Hình như đúng rồi, Pham Phong đúng rồi á. Cái này là em phải đi ra mấy trạm nữa lận, 5-6 trạm lận, đâu có gần đâu em. Mua trên top top cũng có nè, nhưng mà rẻ lắm, có mấy trăm ngàn à, mà 10 kg luôn, nhưng mà điều nó ghép ghép lại, không có thích cái kiểu đó em ơi. Ghép biết tên mình. Mình ăn lên, mình làm mặt lên luôn, vô nhà người ta lên lầu luôn. Được không? Chứ nãy giờ kiếm hoài không ra cái chỗ mà để ăn kem siro quá mà mua. Tức dễ sợ luôn. Lâu rồi mới ăn là cái món tuổi thơ. Tuần hello mọi người nha. Cảm ơn mọi người hôm nay là vô nói chuyện với mình nha. Có nhiều người lạ người quen. Nhà người ta kinh doanh gì hả? Không có dám nói ra em ơi. Kinh doanh gì không dám nói. Có nhiều cái chữ nữa ở trên mạng mình không có rành đây rồi. Trời ơi nó ngọt. Nó ngọt xỉu luôn. Hả? Hả? Live สดใน TikTok อะไรนะ Live สดใน TikTok นะครับ Hello anh ca sĩ Tuấn Tú. Bạn của chị Hiền Thục. Em follow anh. Gặp anh mấy lần mà chưa có cơ hội nói chuyện, hôm nay thấy anh comment. Hello anh nghe. Lâu rồi anh có gặp chị Thục không? Sao anh lại là để tên Huy Mai Bangkok? Nóng không? Nhà người khỏe không? Em khỏe. Nói chung em cũng mới yếu, nhưng mà em mới khỏe dậy. Anh qua Thái định cư à? Không, anh ở Đại. Nhớ quá chừng. Anh mới gặp chị Thục mấy buổi trước. Trời ơi, vậy hồi anh vui quá vậy. Chị Thục có nhắc em không anh? Lâu quá không gặp người lạ, người quen cũng thành người lạ, thấy nó xa lạ gì đâu, nhưng mà khi mình gặp lại là giống như chị mới ngày hôm qua. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày sẽ quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng đầy âu thơ. Không, em ở Đài thôi anh ơi, đâu có định cư. Sao mọi người cứ hay nói em định cư? Em chưa có chồng, chưa có vợ gì hết trơn á. Chị Thục bữa nay dễ thương quá trời. Hồi bữa em có gặp chị Yên Thảo qua bên Thái nè anh, với là cha Thông. Trời, không ngờ anh Tuấn Tú comment luôn á. Gặp anh mấy lần mà không có dám nói chuyện. Nhiều người thấy em không có nói chuyện với người khác, tưởng em chảnh hay là gì. Mà không phải nha mọi người, Huy sợ, nhát lắm. Nhìn Huy ở trên đây vậy khác, ở ngoài khác nữa. Thục đang đi Nhật. Wow, chị Thục thích đi Nhật. Anh hiền queo. Có người Nhật nè, tự nhiên nói chị Thục đi Nhật, có người Nhật vô comment tiếng Việt nè. Tại đẹp trai. Arigato, arigamasu. Arigato. Iku yobin kiku. Tôi đi đến bưu điện để gửi lời cảm ơn arigato đến anh mật ingredient. Em thích anh từ lúc coi phim Tìm Bán Hồ Từ Bé S, dễ thương xỉu anh Subin. Hello Honey, hello Karoto. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người vẫn nhớ hơi sau ngần ấy năm. Cuối năm nay. À đúng rồi, thì người ta đang duyệt thôi.
Nói chung mấy cái chuyện đó chưa có thông báo nên Huy không có nói. Diễn Jun à, Diễn Jun. Anh ơi, ngày xưa anh có MV với Khả Ngân đóng chung phải không? Đúng rồi, MV Trai Ngoan Cô Gái. Em có thể search và xem lại. Anh chẳng khác xưa. Anh khác xưa đó em ơi. Do top top nó có filter đó. Khác đó chàng. Cái trán có nhăn nè. Không dám nhăn nữa. Siro mà nó có bỏ bánh mì vô khó ăn vậy ta. Ngộ dữ vậy trời. Nhiều cái ngộ quá, từ chối hiểu luôn. Đá mà bỏ bánh mì. Mọi người coi nè. Đá mà bỏ bánh mì vô rồi sao ăn nó nở ra, nó dẹp lép nước không, cắn như một phát nước không luôn. Hồi 6-7 năm trước anh có ra MV gì bên nước ngoài, nằm trong bồn tắm, tên gì anh? MV đó tên là Qua Đêm Nay. Em search Qua Đêm Nay Huy Ma Bangkok là nó ra luôn. Em sợ chữ Qua Đêm Nay khách một cái Huy Ma Bangkok. Ủng hộ anh nha, nhớ đừng có bỏ qua nha. Ủng hộ anh với nha. Hôm nay là cuối tháng á. Bây giờ em vẫn coi, nghe nói nghe mấy bạn fan đồn là chiếu lại trên TV phải không? Anh vẫn đang ở Thái, đúng rồi, đang ở Thái nè. Ở dưới bán người ta bán xôi xoài nè em. Để anh quay cho em coi nè. Xôi xoài Thái Lan, bạn anh mê lắm. Đó, xôi xoài rồi bánh cà ri rồi đầy ngay luôn. Giờ nhìn em đẹp hơn trước hả? Trời ơi, không phải đâu. Anh Tú nãy giờ anh còn coi hả? Biết sao mà anh không có đẹp hơn trước đâu. Mà do like trên này nè, cái da nó hồng hồng rồi đó. Mình nhìn thế giới đồ tập, mình không có biết đọc tiếng Hoa. Thế giới đồ tập viết tiếng Hoa, có ai biết cái chữ đó là gì không? Chắc là xin chào quá hả? Nị họ mà không phải. Xin chào là gì ta? Xin chào tiếng Trung Quốc là gì ta? Xin chào là xin chào, giống vậy luôn hay sao? Không phải không? Xôi ăn chung với xoài thôi hả anh? Ừ đúng rồi, em có nước dừa nữa, nhưng mà xoài nó ngọt, nó ngon đó. Đúng rồi, nị hào là xin là của ủa nị hào ờ vậy hả? Nhưng mà sao mình giống nỉ hào là giống như là cũng là bạn có khỏe không vậy ta? Nỉ hào mà. Còn tiếng Quảng Đông là nỉ hủ quá mà. Nỉ hủ quá mà. Không phải Qua Đêm Nay, bài đó hát chậm trong nhà nghỉ hay khu nghỉ dưỡng. Ê, anh biết rồi. Cái bài đã tên là Tình Đến Rồi Đi. Một bài hát mà anh cover chứ anh không có mua. Anh không có mua luôn một cái bài hát. Anh chỉ cover, nhưng mà rất là nhiều người thích anh cover bài đã hát đó. Tên là Tình Đến Rồi Đi nha em. Anh quay ở Indonesia, ở Bali. Cái đó, những cái clip mà ở nước ngoài là anh tự quay hết nha. Anh dễ sợ lắm, anh làm ghê lắm. Nhìn đẹp chững chạc hơn hồi trước nhìn baby. Dạ, dạ đúng rồi, giờ em chững chạc. Nhưng mà em cũng vui tính lắm anh. Bangkok đồ ăn rẻ không? Dạ rẻ nha chị ơi, chị Lê Vy. Dạo này anh có gặp Linda Kiều không? Hình như chị Xuân Lan, Linda Kiều mới ra một cái phim mới gì với anh Thái Hòa đó. Anh có thấy cái tin. Em cảm ơn anh Tú khen em chuẩn cạp nha. Em cũng chúc anh là sức khỏe dồi dào và luôn an lành nha anh. Bình an nha anh. Cho dù cuộc sống có lúc vui lúc buồn thì anh nhớ giữ gìn sức khỏe và tâm luôn bình an. Và cũng như là chúc anh là nói chung là vậy là chúc hết rồi đó. bình an chúc anh bình an. Bí quyết giảm cân hả? Hello anh Quốc Vũ Pháp nha. Bí quyết giảm cân là những cái lúc mà anh muốn ăn đó, là anh cứ ăn như em nè đó, ăn vô xong rồi ăn để cho mình không có thèm, xong rồi mình ngưng, mình quên ăn cho nó quên cái cơn thèm, xong mình ngưng.
mình đừng có ăn đêm với là tập thể dục chạy bộ anh đó gì đó anh. Rồi tinh bột thì cũng ăn nhưng mà đừng có ăn nhiều, nói chung cũng ăn để có sức tập á. Anh còn liên lạc với Sang Sang với chị Lucy không? Có, chị Lucy là thân á, anh cũng thích chị Sang Sang lắm nhưng mà nó không có thân, do không biết nói chuyện sao hết, không biết làm sao để thân. Đúng rồi, tình đến rồi đi, hồi đó nghe xuống luôn. Có những cái người mình thích lắm nhưng mà họ không có cùng cái tần số với mình đó mọi người. Ngay cả những cái người bạn của mình luôn, không có cùng cái tần số, gọi là cái tần số để giỡn á. Có những cái người là mình bạn mình cũng rất quý luôn, nhưng mà khi mình ngồi chung với một cái người nào đó mình giỡn được là nó chung cái tần số, giống như là số 9 giống như đang giỡn với chị coi con kia về trò ta mắc cô rồi ấy. Là có những cái người giỡn với anh cái kiểu vậy được, còn có những người mình đang kể cái chuyện vui lắm mà cái tự nhiên người ta không có vui, không cùng cái tần số, cho nên là có những cái người bạn là dường như cùng cái tần số, và có những cái người bạn là mình cũng rất là thích chơi mà không có cùng cái tần số, chứ không phải là gì hết nha anh ơi. Câu tháo giày lót đít nồi có phải là trẻ giá không anh? Tháo giày lót đít nồi, anh không hiểu em ơi, anh không hiểu câu hỏi của em. Dạ dạ, em cảm ơn anh Tú nha, nãy giờ em đọc comment bị chậm. Dạ dạ, em cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe. Trời ơi là trời, má ơi, ăn xong rồi ở trong đây nó có cái tờ giấy số điện thoại là sao vậy? Dục luôn rồi. Trời ơi, cái bài đó đâu phải sáng tác, anh sáng tác cái bài đó cô Ngọc Lan hát hay lắm, nhưng mà anh biết là do cái chuyện Thanh Trúc ở bên hải ngoại á, chị hát hay lắm, cái nhạc trộn nó hay, nó ma mị. Do chị gái anh mở, hồi xưa anh lên Sài Gòn học á, chị gái anh mở cái bài đó anh thích, anh nghe rồi tự nhiên cái hồi làm ca sĩ anh không biết bài này, anh không biết bài này hết, cái anh thích cái người anh cái bài hát anh hát rồi là anh thích rồi anh cover lại, chứ anh đâu có dám cover nhạc người ta. Mấy cái bài nhạc xưa lạ rồi vậy mình cover rồi vậy vô. Cái ai ngờ cái bài đó là cái bài người ta mới thích anh hát á. Ngộ vậy đó. Cái bài đó là người ta biết anh hát nha, anh đi hát ở đâu cũng vậy, mặc dù không có nổi trên báo nhưng mà khi đi hát là người ta thích lắm. Ở ngoài đời á, đi hát là người ta nghe rồi vỗ tay rồi. Quanh sụp bay thiêu nãy. Sawadikap so banana. Quanh sụp bay kin. Nắm khẽn siro nó khăm. Anh còn đóng phim không anh? Thì anh ở bên đây nhưng mà cũng những cái năm gần qua mấy năm rồi thì vẫn có kịch bản gửi, nhưng mà anh đâu có ở về được nên là anh không có đóng phim. Cho tới tận bây giờ là cũng đã 7 năm rồi, cho nên là không có tham gia nghệ thuật là hơn 7 năm á, 7-8 năm rồi. Thì còn nó đúng hơn là 10 năm rồi đó. 10 năm là từ cái lúc mà quay phim Hoàng Tử Bé, sau đó là anh cũng có tham gia một số cái này nọ, nhưng mà anh đi rồi đó, cho nên là người ta vẫn có gửi phim kịch bản nhưng mà anh đâu có ở Việt Nam cho nên là anh đâu có đóng được nữa. Nhiều người suy nghĩ tùm lum tùm la đủ vấn đề hết nhưng mà thực ra là chả có gì cả nha cả nhà. Ý là tại chỉ với là vì Huy đi không có giải nghệ nha Minh Phát, anh chưa có bao giờ công bố là giải nghệ hay là tham gia nghệ, chưa bao giờ. Tại vì trong máu của mình là nghệ thuật, cho nên là cái việc công bố tham gia nghệ thuật hay là giải nghệ là điều đối với anh là cái điều mà anh không có làm. Tại vì anh cũng không có đủ cái mức để nổi tiếng mà để tham gia giải nghệ, mà cũng không có suy nghĩ rằng là giải nghệ là sẽ ngừng, mà nghệ thuật là nó ở trong máu mình, cho dù mình đi đâu hoặc là không có tham gia nữa thì nó vẫn cứ như thế thôi, cho nên cái việc giải nghệ hay không giải nghệ đối với anh là không có nha. Hello Nguyễn Linh, hello T, hello hai em, hello T, ông nội đá bao kiểu Ấn Độ. Trời thiệt với trời ơi, cái này là cái gì vậy? Nhiều khi tôi sợ là cái bao hay là cái gì luôn á. Trời, hồi nãy mở ra tôi tưởng cái bao ấy á, giờ thấy cái bao thì cũng này cũng cái bao đó, nhưng mà ngày tháng
hàng sử dụng nè, ngày 2 tháng 12 nè, trời là trời. Mà cái món này ngộ quá, mua quay chơi vui vậy thôi chứ ngọt quá, thôi không ăn ngọt được, nhưng mà stress quá ăn ngọt. Hello Út nhỏ, hello. Ăn cơm tổ rồi mà sao quên được. Ô anh Tuấn Tú vẫn còn coi. Hello anh. Anh có dạo này anh có ra cái gì không? Ra bài hát hay là gì không? Mọi người qua kênh Tuấn Tú. Anh có kênh YouTube. Đọc ra cái chữ đó rồi là bị ấy. Vô một cách đồ túc. Em đọc qua cái chữ đó rồi. Mọi người nhớ ủng hộ anh Tuấn Tú nha cả nhà ơi. Qua kênh anh ca sĩ nè, anh ca sĩ Tuấn Tú ủng hộ anh nha. Bạn chung của Huy với chị Hiền Thục đó. Nay không qua hoài tiệm bánh hả? Tiệm bánh nghỉ rồi em ơi, nghỉ 10 năm nay rồi. Ai cho qua nữa đâu em. Ủa vậy là anh qua Thái mấy năm rồi hả? Đúng rồi em, 7 năm rồi á. Nói trên mạng nó 5 năm vậy thôi chứ 7 năm rồi á. Anh giải trí. Ví dụ lúc đó anh tham gia nhiều phim rồi đi diễn này kia, có khi giờ sẽ được nhiều người biết hơn. Đâu? Thì anh không có tham gia nhiều phim rồi đi diễn này kia thì bây giờ em cũng biết anh rồi, đã gặp nhiều. Nhiều khi mình nổi tiếng quá hoặc là nhiều người biết quá, nó cũng sẽ có những cái khác, nó sẽ có những cái người nói là, có những cái người trả lời phỏng vấn là không có thấy cái gì thiệt thòi hay là gì hết. Nhưng mà đối với anh nha, bất cứ cái nghề nào cũng có những cái ưu và cái nhược điểm riêng đó. Ví dụ anh cũng cảm thấy anh rất là may mắn vì anh không phải là một cái người quá nổi tiếng. Nhưng mà vẫn được các em biết và quan tâm và comment như thế này là anh thấy là quá may mắn rồi. Chứ không có cần phải là mục đích của mình là phải nổi thôi, là biết để mọi người biết hơn rồi vậy á. Mình phải làm trước, mình phải có cái gì đó rồi ai biết mình thì biết. Một cái người mà quá nổi tiếng thì cũng có người không biết. Cho nên là cái việc mà biết hay không biết đối với anh là anh không cần, anh không cần quan tâm. Nhưng mà anh rất là cảm ơn nha, ý là rất là cảm ơn ai mà biết anh. Anh sắp ra sản phẩm. Wow, ok anh ra đi, em sẽ share cho anh nha. Em sẽ share trên fanpage của em. Anh gửi link qua bên bay Huy Ma hoặc là Huy Ma Bangkok, em share cho anh nha. Anh ra kênh, anh ra trên kênh du cách cái rồi tốt quá phải không? Ý là quá trình từ đó đến giờ luôn ấy, liên tục kiểu vậy. Thì anh hiểu cái ý em, anh không có ý gì nói là em hết. Nhưng mà ý là anh thấy cho dù mình có hoạt động siêuyên suốt hay là ngưng lại hay là gì thì nó vẫn có những cái hay, những cái ưu điểm và nhược điểm. Nếu mà anh thấy anh không được hoạt động xuyên suốt nhưng mà em vẫn vào nhớ anh và comment như vậy, anh rất là vui. Ý của anh là vậy á nha, dập dìu. Chứ anh không có, anh không làm kênh. Sao anh không làm kênh, uổng quá vậy? Anh mới hát tour ở Mỹ về hả? Em tưởng anh làm kênh, em share cho anh. Ví dụ lúc đó anh làm kênh đi anh, làm kênh cho vui. Ví dụ lúc đó tự làm đi anh, tự làm xong rồi ấy rồi mở, tự mở được mà em tự làm á. Ví dụ lúc đó anh diễn phim này nè, có à, anh hiểu ý em rồi. Chú có nhận mua, rất là nhiều bạn hỏi Huy về nhận mua cây, mua cá, mua chó, mua mèo, mua đồ, mua quần, mua áo, mua này, mua nọ. Nhưng mà Huy không có nhận. Lâu lắm mới thấy anh, hello Miu Miu. Có những cái bạn là bạn làm cái nghề nhận đồ hoặc là những cái chỗ người ta nhận đồ á, em liên hệ những cái chỗ đó cho anh không có. Hình như em thấy chị Thục có kênh, nhưng mà em không có biết là kênh chị hình như là với ai hay sao á, là liên kết hay là gì, em không rõ nữa. Đúng rồi chị Thục. Em biết mà, em biết. Nhưng mà chị Thục mới xuất hiện Mỹ Nhân, bài hát Mỹ Nhân quá trời hay. À anh nhận order hả? Tại vì mình không có rành á. Tại vì về cái vấn đề nhận giao đồ này nọ anh không biết nữa, nhưng mà anh sẽ suy nghĩ thêm nha. Ở Sài Gòn có trường nào dạy về diễn xuất không anh? Dập dìu. Có rất là nhiều trường và dạy về diễn xuất. Nhưng anh khuyên em một điều,
em muốn học cái gì hay là bất cứ một cái điều gì thì em nên chọn cái người mà em thích để em học. Tại vì cái người em thích thì em sẽ không có mệt nhiều và em sẽ có cái động lực để em học. Còn nếu mà em học một cái vấn đề gì đó mà ví dụ ngay mà em học một cái người thầy mà em không thích, mặc dù nó cũng sẽ cho em những cái kinh nghiệm, ý là trên cái đường đời chứ không phải là nói thầy là nó nha, ý là nó cũng sẽ cho em những cái kinh nghiệm, nhưng mà khi mà học một cái người em không thích em sẽ rất là mệt và em không có chú tâm và không có phát triển được mình. Thì cái việc mà em hỏi anh là học về diễn xuất thì em có thể tìm trên mạng về những cái người mà mình thích, những cái diễn viên mình thích, không phải là học chính quy hoặc là gì đó. Đối với anh những cái chuyện đó là cũng quan trọng vì giấy tờ này nó quan trọng, nhưng mà cái việc mà về nghệ thuật mà em nói chung là học hát này nọ, đọc nốt đồ này nọ thì mình cũng học hát bè rồi này nọ thì nó cũng có kiến thức thì nó cũng rất là hay, nhưng về diễn xuất thì anh hy vọng là em sẽ tìm được cái người mà em thích á thì em học nó sẽ ok hơn nha, nó sẽ không có bị mệt cái não để mình tập trung được những cái chuyện khác. Còn nếu mà lỡ gặp cái người em không thích thì em sẽ cũng sẽ học được những cái điều mà nó cũng có hay, nhưng mà nói chung là cũng nên chọn người mình thích là trước nhất, là cái ưu tiên hàng đầu á. Anh ở Thái Lan rồi à? Đúng rồi em ơi. Nói chung là em muốn chính quy này nọ thì em cũng vô trường đi, em vô trường em học, học đạo diễn rồi cũng được. Nhiều khi anh thấy rất là nhiều người diễn viên học đạo diễn luôn á, chứ cũng phải học diễn xuất nữa. Học đạo diễn người ta biết được nhiều hơn, nhiều thứ hơn á. Anh này giống phim, đóng phim, anh này nhìn giống trong phim Tiệm Bánh Hơn Từ Bé vãi. Giống không em? Giống dữ không? Có khác cái chỗ nào? Nói cho anh biết thôi. Biết cái chỗ khác á. Em giờ em tìm cái chỗ khác được không? Tìm cái chỗ khác được không bé ơi? Anh đi công việc. Ê, hello anh. Dạ em chào anh. Anh còn... Thôi em ơi, Phương Trúc ơi, đang vui vẻ đừng có phá tan cái không khí này nha. Anh đâu có tiêu gì đâu. Chỉ có những cái người mà comment tiêu ực thì mình mới đọc lên những cái comment đó. Và mình chỉ muốn những cái người mà comment tiêu cực là những cái nhân vật chính trong cái cuộc sống này, để cho mọi người biết thêm về những cái đó. Cho nên là đừng có móc méo anh nha. Tội anh quá. Anh đâu có tiêu gì ở đây đâu em. Anh Hòa Quân phải không ta? Trời ơi, nhiều người cứ nói anh với Hòa Quân là giống nhau. Đợt vừa 7 tháng trước về Việt Nam đó, mọi người thấy anh chụp hình với Hòa Quân có còn giống không? Nhưng mà nói chung là giống ai sẽ giống Hòa Quân là Huy rất là vui nha. Tại vì biết sao không? Hòa Quân rất là hiền. Nhìn cái mặt Hòa Quân rất là hiền á. Cho nên là mình giống một cái người mà dễ thương thì tại sao mình lại không thích được, đúng không? Nói chung trong cái bộ phim Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé là toàn bộ cái diễn viên, tất cả Huy đều rất là thích luôn, ai Huy cũng thích trơn á. Anh Hòa Quân có vợ chưa hả? Chưa em ơi, chưa có thấy mời. Ê, giờ đám cưới đi nhiều ta. Hồi giờ không có đi đâu. Đám cưới mọi người cứ nói subin đeo cái kính vô có giống không? Phải đổi cái mũ vô không? Subin là hai đồ mũ rồi đó. Giống chưa cả nhà? Giống subin chưa? Hay là đừng. Đúng rồi, anh ở Thái Lan. Chưa giống rồi em. Chưa giống nè. Chưa giống rồi thôi chứ giờ sao. Hình như đeo kính như thế nào không giống. Khi nào có vợ vậy anh? Khi nào cưới thì mình sẽ có vợ. Còn nếu mà chưa cưới thì mình cứ kêu vợ chồng rồi. Mình có cảm giác vợ chồng với người ta thì cũng là vợ là chồng thôi. Cưới nó tỉa ra chỉ là cái tờ giấy là đứng hai nhà quan viên hai họ đứng bên với lại lấy tiền đám cưới rồi chứ gì. Lấy tiền đám cưới rồi xây dựng cuộc đời rồi với nhau rồi đó. Sau này đi ăn đám cưới người ta đi nhiêu trẻ lại nhiêu. Thấy nhiều khi cuộc đời nó mắc cười quá. Anh Subin đáng yêu ghê. Đó giờ người ta mời đi đám cưới mình không có đi nha. Mình hiếm khi nào đi đám cưới lắm. Nhưng mà khi nào mà có những cái người mình không quen luôn á,
mà người ta mất hoặc trước ngày người ta mất là mình thấy rồi mình thấy tội nghiệp quá, mình không có đi đám ma nhưng mà mình có gửi tiền đám ma. Còn đám cưới mà thường á, ôi không có đi đám cưới, hiếm khi nào mà đi đám cưới nha. Sao đi đám cưới rồi mệt, ngồi ăn rồi chờ đồ ăn rồi ngày rồi cuộc sống của mình có một mình rồi mình vô cái bàn đám cưới ngồi ngoặt người lạ không ớn cái cảm giác này. Đi đám cưới nó mệt gì đâu luôn á mọi người. Không đi anh không có gửi luôn em ơi. Đám cưới cũng không có gửi luôn nha, tại đâu tự nhiên có nhiều người đâu có biết đâu, tự nhiên mời đi đám cưới tự nhiên gửi bạn của bạn rồi hoặc là gì đó tự nhiên đâu có biết đâu mời tự nhiên gửi, không có gửi luôn. Anh không có quê mấy cái chuyện đó nha. Nay anh còn làm diễn viên không, em thấy anh còn làm được không, làm mà không ai coi cũng vậy em ơi. Thân mới gửi hả? Không, thân là phải đi luôn chứ gửi gì, ghét gửi ghê á, ghét gửi đâu luôn. Không, nhưng mà đám chết thì gửi, mà sao cái tính anh đám cưới không có gửi ta? Sao vậy ta? Tự nhiên em nói anh mới đợi. Nhưng mà giao người ta cũng không có mời, ý là cũng đâu có ai mời, ở bên đây mấy năm một mình mà. Nghĩ gì tới chuyện đám cưới, đám hỏi trời ơi. Cho kết hôn rồi đúng không? Chưa cho bạn ơi, chưa có thông qua dự luật. Chỉ là đang chờ bạn ơi. Mấy cái chuyện đó mình cũng không có rành lắm, mà đối với mình mấy cái chuyện đó cũng không có quan trọng. Tại vì có cưới hay không cưới, cũng có được hay không được thì nó cũng là một cái tiếng nói, cũng là một cái tiếng nói chứ. Về cái việc mà thí dụ mình có yêu ai hay là gì đó, về cái việc mà về đám cưới á, thì mỗi người nó có một cái quan niệm. Còn cái việc mà cho thông qua dự luật đó thì sẽ là vui cho cái cộng đồng liên bang giới tính. Nhưng mà đối với Huy nha, về cái tình yêu hoặc là cưới á, nó chỉ là một cái gì đó thôi, không có, cũng không quan trọng lắm đâu. Công việc chính à, anh Subin còn học bài ôn thi không? Em vô em coi cái tập Subin thi á, chứ giờ anh quên hết rồi, ký ức ngày xưa rồi nha. Nếu tìm bánh hoàng tử bé phần 3 có mời anh có tham gia không? Em đừng có hỏi mấy cái câu nếu, hiểu không? Tại vì anh có trả lời mà nó không có thiệt thì trên mất công anh nói. Nó không mệt lắm. Công việc chính anh bên này là rồi gì nữa ta? Thôi bây giờ nói chung là cảm ơn. Hôm nay là 3.700 người xem cho tới tận bây giờ. Hôm nay là đáng lẽ là mình đi một số việc riêng, mà mình ngồi livestream cái được bạn bè này nọ, thanh đoàn vô tặng hoa rồi này nọ vui. Rồi mấy bạn cô điều dưỡng rồi thanh, rồi ai rồi tặng hoa rồi. Nói chung là vui nha cả nhà, cảm ơn cả nhà. Và cũng như là các em là luôn nhớ những cái MV hoặc những cái bài hát xưa của Huy. Mặc dù Huy không có nổi tiếng nhưng mà trong vòng 10 năm qua ngồi quanh đi quẩn lại thì mọi người vẫn cứ nhớ tên Huy Ma, và cũng nhớ những cái bộ phim hoặc là những cái MV bài hát, thậm chí là những cái bài hát cover ngày xưa thôi mọi người vẫn nhớ và comment. Huy rất là cảm ơn, tắt like đi. Cảm ơn Phát nha, anh ráng giữ sức khỏe nha anh. Ồ anh ráng lắm á em, mấy bữa nay anh ăn dữ lắm tại vì anh stress anh này nọ rồi á, với là bữa uống cái chai sữa nó bị uống cái chai sữa nó bị hư á, trời nó xuống cân cái mặt nó hốc á, nhưng mà anh đang ăn cho nó lên lại. Ủa em này đóng phim vui, nhưng mà thiệt ra cảm ơn Nguyên, cảm ơn bạn comment Huy đóng phim vui nha. Anh Subin múa lại tiệm bánh hoàng tử bé cái tụng đi, dạo này anh ốm quá. Đúng rồi anh ốm xuống 2kg, mà hôm qua cân á thì nó lên được nửa ký rồi, mà sao lâu nay không thấy. Uống sữa bị chua. Ừ nó bị hư đó em, xong rồi nó đào tháo được, nó ốm. Với lại do stress á, mấy bữa làm bên kia kìa, nói chung người ta vô người ta phá, nói chung là gì đó, người ta phá mình thì mình bị ảnh hưởng suy nghĩ nhiều quá, nó cũng ốm. Nhưng mà bây giờ anh có cả cách giải quyết của riêng anh rồi, sau khi để cho người ta tấn công tâm lý mình thì mình chọn, cuối cùng mình chọn cách là ẩn hết toàn bộ những cái người đó mà đọc. Mình cũng cho phép mình đọc luôn, nhưng mà mình sẽ xóa luôn những cái người đó.
mình không có làm đau bản thân mình nữa. Thì đó là cách anh đã vượt qua trong cái giai đoạn mà bị tấn công. Và cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người hôm nay xem và comment, xem anh từ lúc bé tới giờ, rồi anh như lão hóa ngược. Cảm ơn em. Xong. Không phải xóa bạn mà người ta comment trên You cách một cái rồi tức nó ừ ẩn người ta khỏi cái kênh luôn. Người ta có lập clip mới, người ta comment tiếp tục thì mình cũng ẩn tiếp. Chứ mình không có, mình không có lên nói, mình không có thanh minh thanh nghe nữa. Mình sẽ bị vô cái đầu và bắt đầu mình sẽ bị ảnh hưởng. Mình cho người ta. Trời ơi cái nick gì mà tên L. L rồi O. Sao vậy anh, cái nick tên gì lạ quá em ơi. Cái tên gì mà đọc nghe thấy cái miệng nó ấy luôn. Thương anh sao cho hết đây, cảm ơn em nha. Nói chung là những cái nick đó thì nói chung là anh có thể là một người và anh cũng có thể, nói chung là thôi mấy cái chuyện đó anh không quan tâm sự ra nha, tại vì nó phá tan cái không khí vui vẻ hôm nay. Thì nói chung là cảm ơn cả nhà đã xem tới tận bây giờ, cảm ơn cả nhà thả tim 4k like. Cảm ơn em Ngọc Trang nha, mọi chuyện sẽ qua mà. Nếu mà không qua thì mọi chuyện cũng đã đến rồi, thì mình phải chấp nhận em mà. Nói chung cuộc đời á, cho dù mình gặp một cái chuyện gì đó hoặc gặp một cái người nào đó mình không muốn gặp thì cũng phải gặp. Đó là cuộc đời. Cho nên là đối với anh hở, cho dù mình có bị những cái gì hoặc là những cái điều mình gặp phải thì có lẽ, cho nên là mình cũng phải trẻ từ từ. Cho nên là không sao hết, anh không sao hết. Anh cảm ơn mấy em nha. Anh từng diễn Tìm Bánh Hoàng Tử lớn đúng không ạ? Không, anh diễn cái phim Tìm Bánh Hoàng Tử bự á. Bự chà bá lụa luôn. Bự lắm em. Bự vậy nè. Bự. Em sẽ luôn ủng hộ anh, cảm ơn em nha. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, đúng rồi. Có những mối tình, có những mối buồn, có những tháng ngày yêu nhau mê say, yêu với con tim, yêu hết giây phút hân hoan. Khi yêu, ta đã trao những dấu yêu. Có những mối tình, có những mối tình, có những mối buồn, vui say. Thôi chào tạm biệt mọi người, mình vô quán người ta mình quậy quá luôn á, hát một đoạn nhạc phim Tìm Bánh Hoàng Tử bé đi anh. Rồi ngày mai tôi vẫn sẽ nhìn, rồi ngày mai vẫn sẽ cười thật tươi, đón lấy những ngày mới, đón lấy những ngày mới. Trái tim này còn ước ao, gió đi mọi tan vỡ. Baby, I don't wanna go xa, thì I miss you, here we are. Ước gì mình được làm diễn viên chính để được hát cái bài hát trong cái phim đó, mình đâu có được hát đâu. Mình muốn làm ca sĩ quá trời luôn. Ước gì được một cái tập mà Subin làm ca sĩ, được hát với anh chị. Trời ơi, tôi mê. Mà cái phim đó cũng may là mình không có làm diễn viên chính đó, chứ không là thôi hư cái phim. Anh còn chơi với chị Thảo. Nói chung ai anh cũng chơi hết trơn á em ơi. Phim đó ai cũng dễ thương hết đó, không có vấn đề gì về đồng nghiệp này nọ đâu em ơi. Cho nên là ai mình cũng thích hết trơn nha. Anh không có ghét ai hết trơn á, hiếm lắm. Hiếm là khi mà anh ghét một cái ai đó, người ai nào đó lắm. Chỉ có ai ghét anh rồi anh không chịu được. Nói ghét tao vậy, mà ghét tao vậy. Ghét tao, sợp sao mà ghét tao, mà sao mà ghét tao. Sao tao sao mà ghét tao vậy. Không chịu, không chấp nhận như vậy. Nói giỡn thôi nha. Nhìn, trời ơi sao mọi người comment liên tục luôn. Tự nhiên nhớ Tìm Bánh Hoàng Tử bé ghê hả. Anh là thành viên thứ 6, ừ. Ngọc Trang ghê, hồi đó thích mấy khúc anh vui hả. Cảm ơn mấy em nha. Bây giờ nhìn anh có vui không, mà anh nói thiệt nha, anh thấy anh không có vui. Anh nói thiệt luôn, anh thấy anh chả có gì mà vui hết trơn, mà sao mọi người nói anh vui rồi vậy. Nhưng mà thiệt ra anh thấy anh rất là nghiêm túc luôn, anh thấy anh không có vui. Ý là vui tính ở ngoài đời thì có, nhưng mà trong phim anh thấy anh đâu có vui đâu. Nay anh trưởng thành rồi. Ồ, cảm ơn em nha. Trưởng thành dữ chưa. Đó, oppa Hàn Quốc nè. Vậy bồi im im không có giỡn nè. Thí dụ mà anh gặp anh ngoài đời anh im im đây nè. Chị cho em ly cà phê.
đó. Thí dụ anh ngoài đời là anh vậy đó, anh đâu có vui đâu, thấy không? Anh rất là nghiêm luôn, anh đi đâu cũng vậy, mọi người thấy anh tìm bánh rất là từ bé rồi này nọ, lên Đà Lạt rồi về Việt Nam rồi, cái bé đó, rồi anh ở ngoài cho anh xin, anh nghiêm túc lắm, anh nói thiệt. Nay anh còn gặp chị Lucy có em vô mấy cái TikTok của anh á, anh để hình chị gặp chị Lucy rồi ở Việt Nam rồi đó, có làm một tập du khách cái rồi tốt á, mọi người sợ tiệm bánh Hoàng Từ Bé 2024 trên kênh của anh là sẽ có cái tập mà anh qua nhà chị Lucy làm cái bàn tay giúp chị Lucy và có qua những cái kỷ niệm lại chung với Hoàng Quân đó. Nói chung chưa thấy anh gặp Ngọc Thảo. Anh thích Ngọc Thảo lắm, anh thích Ngọc Thảo mà không có được gặp, tại không có thân á, thì cũng comment quay lại chứ mà đâu có thân đâu, hiểu không? Anh cũng thích Ngọc Thảo tại vì anh thích dễ thương á, hiểu không? Anh thích dễ thương rồi á, Ngọc Thảo dễ thương hơn, trẻ mà cười rồi tươi rồi.